Làm thế nào để bạn bật hoặc tắt đèn thông qua Relé AC? Xin chào, tìm hiểu làm thế nào để sử dụng Relé AC. Relé AC có giá rẻ và dễ sử dụng cho bất cứ ai, đơn giản chỉ cần bật đèn thông qua Relé và nút. Đầu tiên nhấn nút nhấn để cấp nguồn cho Relé, đèn sáng và tắt tùy thuộc vào các tiếp điểm Relé. Bây giờ chỉ cần đặt các thiết bị cần thiết trên màn hình và tạo một kết nối đơn giản. Đầu tiên, chuẩn bị cho việc mô phỏng, trong trường hợp này, kết nối năng lượng điện thông qua bộ ngắt. Kết nối đã kết thúc, đèn CL sáng lên khi nhấn nút nhấn, nhà nút nhấn và đèn CL sẽ tắt. Bây giờ thay đổi màu đèn và bắt đầu thử nghiệm chuyển động. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB. Release the button. PB. 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 Input off. Wiring breaker. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần điều khiển relé bằng cách ấn nút, tôi phát hiện ra rằng đèn được bật hoặc tắt bằng relé. Cảm ơn bạn đã xem, kiểm tra đăng ký và nút thích, chúng tôi sẽ làm cho ngày càng nhiều video học tập. Bất kỳ câu hỏi nào khác sẽ được đánh giá cao nếu bạn để lại chúng trong các bình luận bên dưới video. Chúc một ngày tốt lành!